Xin chào các bạn, trước đây mình đã có video hướng dẫn sử dụng Notion kèm với một mẫu template miễn phí để lên kế hoạch năm, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần và ghi chép theo ngày cùng với các bộ theo dõi thói quen, theo dõi cảm xúc, bộ kiểm đọc sách Vì như bạn đã thích template này nên mình có tạo thêm 3 mẫu khác tương tự chức năng và nội dung nhưng khác tông màu sắc Và tất nhiên là tất cả hình bia, hình đại diện, hình trang trí của mỗi tháng mỗi tuần thì mình đều đã thiết kế lại cho cùng bộ màu ở trong phần mô tả của video này có link trang chủ chứa các template miễn phí của mình cho bạn sử dụng. Nhưng trước hết để có thể dùng và tự tùy chỉnh theo nhu cầu cá nhân thì bạn cũng cần biết cách sử dụng Notion một cách cơ bản đó nhé. Hãy xem lại video mình hướng dẫn đầy đủ mọi thao tác và tính năng quan trọng của Notion ví dụ trong mẫu của mình có hai công cụ là cao đào đếm ngược và bản tin thời tiết thì đều cài đặt theo thông tin cá nhân của mình nếu bạn không cần sử dụng cái tiện ích này thì hãy xóa đi nếu muốn cài lại bộ đếm hay nơi xem thời tiết thì bạn cần biết cách sử dụng indify như mình hướng dẫn trong video trước khi mở link trang chủ từ phần mô tả của video bạn chọn mẫu template bạn thích bấm vào đây xem tổng quan giao diện và các tính năng của template rồi bấm vào link ở get the template đây chính là template bạn sao chép ở góc trên cùng bên trái bạn sẽ thấy chữ duplicate click vào đây để nhân đôi chờ một chút bạn sẽ thấy template được sao chép đã nằm trong danh sách trang của bạn giờ bạn chỉ cần chỉnh sửa và bắt đầu ghi chép lại nội dung mà thôi chúc các bạn có nhiều cảm hứng làm việc và học tập với notion xin chào và hẹn gặp lại